Xem chia tay xin chào anh chị. Trong thời gian gần đây thì có một số anh chị đã nhắn tin về Zalo hỏi xem chia tay. Là trên bàn tay của những anh chị này đều có hoa tay, thì cả hai bàn nha. Là hoa tay ở đây thì trên các đầu ngón tay nó sẽ có những cái vòng xoắn 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 tròn giống như là một cái hoa. Chẳng hạn như là nó có hình dạng là hoa hồng vân vân ha, vùng dạng là như vậy. Thì hôm nay hữu duyên xem chia tay sẽ hướng dẫn ý nghĩa của những anh chị có hoa tay, ý nghĩa là sao, như thế nào. Và trong lúc xem video hướng dẫn thì anh chị nhớ ủng hộ xem chia tay bằng một like ha, hoặc là comment nè, hoặc cũng có thể là anh chị đăng ký kênh ở góc phải màn hình ở chính giữa có hai chữ đăng ký màu đỏ. Những anh chị nào chưa đăng ký thì nhấn vào hai chữ đăng ký để ủng hộ cho xem chia tay miễn phí nha. Xem chia tay xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và hôm nay hữu duyên thì xem chia tay cũng hướng dẫn đó là hoa tay trên bàn tay cả nam lẫn nữ sau này sẽ ra sao, như thế nào. Và nếu như mà xem về ông bà xưa của chúng ta thường nói thì những người có hoa tay rất là tài giỏi. Nếu mà cả nam lẫn nữ nha, nếu ai sở hữu hoa tay, nếu mà có một hoa tay thì cho thấy những anh chị này khá là nghèo. Và hai hoa tay á thì cho thấy những anh chị này khá là giàu. Và cũng như là ba hoa tay á thì cho thấy những anh chị này rất là trùng phú ha. Và cũng như là bốn hoa tay á thì những anh chị này có thể là buôn bán làm ăn. Và cũng như là năm hoặc là sáu hoa tay á thì những anh chị này sẽ có một cơ ngơi sự nghiệp, một cửa hàng, cửa tiệm vân vân. Và nếu như anh chị nào mà có bảy hoa tay á thì trên con đường tình duyên rất là trắc trở về vấn đề hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Và tám hoa tay á thì có tướng làm quan to ha, có chức với có địa vị trong cuộc sống. Và cũng như là nếu mà có chín hoặc là 10 hoa tay á thì những anh chị này có phúc lộc muôn đời. Đó là những anh chị này đang nhờ phước đức ba đời của ông bà tổ tiên cũng như là cửu huyền thất tổ cha mẹ. Đó là ông bà xưa của chúng ta thường xem là như vậy. Còn riêng về xem chia tay mà xem á thì cho thấy nếu như anh chị nào mà có hoa tay á thì những anh chị này rất là tài giỏi, có duyên đi đến xa đường và được người thương kẻ mến. Và cũng như là những anh chị này làm việc gì cũng thành công. Ví dụ như là những anh chị này có duyên là kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp cũng đều phát triển khá là tốt, khá là đẹp. Và những anh chị này thì nói chung lại là trên cũng có thể là lo việc thánh dưới gánh việc trần, làm việc gì cũng có duyên hết cả nha. Ví dụ như là cái công ăn việc làm của người nào đó đang làm ăn rất là ế ẩm, nhưng những anh chị này đi ngang qua và vào chào hỏi, và cũng như là vào mớ hàng á thì những anh chị này sẽ buôn may bán đắt trở lại, và cửa hàng cửa tiệm sẽ trở nên là rất là đông người và đông khách. Thì những anh chị có hoa tay nếu mà sau này thì cho thấy những anh chị này sẽ giàu về đại phú. Một khi đã không giàu thì thôi, chứ giàu rồi là giàu lớn ha. Và những anh chị mà có hoa tay á, thì từ tiền vận hơi bị lận đận, nhưng bắt đầu mà từ trung vận và hậu vận sau này thì khá là tốt. Và sau này thì nhờ con nhờ cái và cho đến mà lúc già rồi đó thì vẫn có hoa tay, cũng có thể là giúp cho con cháu sau này một cái công việc gì đó. Thì những anh chị này giúp rất là khá tốt. Rồi, đó là vừa rồi là xem chia tay đã hướng dẫn cho anh chị. Đó là ý nghĩa của những anh chị có hoa tay, cũng như là xem chia tay xem về ông bà xưa thường hay nói những anh chị có 10 hoa tay ý nghĩa ra sao, như thế nào. Và theo như xem chia tay á, thì những anh chị mà có càng nhiều hoa tay thì những anh chị này sau này sẽ có nhà cao cửa rộng, đất cát khá là nhiều, ăn nên làm ra, mời được ước thấy. Còn hôm nay xem chia tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha. Xem chia tay xin chào anh chị. Trong thời gian gần đây thì có một số anh chị đã nhắn tin về Zalo hỏi xem chia tay. Là trên bàn tay của những anh chị này đều có hoa tay, thì cả hai bàn nha. Là hoa tay ở đây thì trên các đầu ngón tay nó sẽ có những cái vòng xoắn 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 tròn giống như là một cái hoa. Chẳng hạn như là nó có hình dạng là hoa hồng vân vân ha, vùng dạng là như vậy. Thì hôm nay hữu duyên xem chia tay sẽ hướng dẫn ý nghĩa của những anh chị có hoa tay, ý nghĩa là sao, như thế nào. Và trong lúc xem video hướng dẫn thì anh chị nhớ ủng hộ xem chia tay bằng một like ha, hoặc là comment nè, hoặc cũng có thể là anh chị đăng ký kênh ở góc phải màn hình ở chính giữa có hai chữ đăng ký màu đỏ. Những anh chị nào chưa đăng ký thì nhấn vào hai chữ đăng ký để ủng hộ cho xem chia tay miễn phí nha. Xem chia tay xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều.
Và hôm nay hữu duyên á, thì Sen chia tay cũng hướng dẫn đó là hoa tay trên bàn tay cả nam lẫn nữ sau này sẽ ra sao như thế nào. Và nếu như mà xem về ông bà xưa của chúng ta thường nói á, thì những người có hoa tay rất là tài giỏi. Nếu mà cả nam lẫn nữ nha, nếu ai sở hữu hoa tay, nếu mà có một hoa tay thì cho thấy những anh chị này khá là nghèo. Và hai hoa tay á, thì cho thấy những anh chị này khá là giàu. Và cũng như là ba hoa tay á, thì cho thấy những anh chị này rất là trùng phú ha. Và cũng như là bốn hoa tay á, thì những anh chị này có thể là buôn bán, làm ăn. Và cũng như là năm hoặc là sáu hoa tay á, thì những anh chị này sẽ có một cơ ngơi sự nghiệp, một cửa hàng, cửa tiệm vân vân. Và nếu như anh chị nào mà có bảy hoa tay á, thì trên con đường tình duyên rất là trắc trở về vấn đề hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Và tám hoa tay á, thì có tướng làm quan to ha, có chức với có địa vị trong cuộc sống. Và cũng như là nếu mà có 9 hoặc là 10 hoa tay á, thì những anh chị này có phúc lộc muôn đời. Đó là những anh chị này đang nhờ phước đức ba đời của ông bà tổ tiên cũng như là cụ huyền thất tổ cha mẹ. Đó là ông bà xưa của chúng ta thường xem là như vậy. Còn riêng về xem chữ tay mà xem á, thì cho thấy nếu như anh chị nào mà có hoa tay á, thì những anh chị này rất là tài giỏi, có duyên đi đứng xa đường và được người thương cảm mến. Và cũng như là những anh chị này làm việc gì cũng thành công. Ví dụ như là những anh chị này có duyên là kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp cũng đều phát triển khá là tốt, khá là đẹp. Và những anh chị này thì nói chung lại là trên cũng có thể là lo việc thánh dưới gánh việc trần, làm việc gì cũng có duyên hết cả nha. Ví dụ như là cái công ăn việc làm của người nào đó đang làm ăn rất là ế ẩm, nhưng những anh chị này đi ngang qua và vào chào hỏi. Và cũng như là vào mớ hàng á, thì những anh chị này sẽ buôn may bán đắt trở lại, và cửa hàng cửa tiệm sẽ trở nên là rất là đông người và đông khách. Thì những anh chị có hoa tay nếu mà sau này thì cho thấy những anh chị này sẽ giàu về đại phú. Một khi đã không giàu thì thôi, cho giàu rồi là giàu lớn ha. Và những anh chị mà có hoa tay á, thì từ tiền vận hơi bị lận đận, nhưng bắt đầu mà từ trung vận và hậu vận sau này thì khá là tốt. Và sau này thì nhờ con nhờ cái và cho đến mà lúc già rồi đó thì vẫn có hoa tay, cũng có thể là giúp cho con cháu sau này một cái công việc gì đó, thì những anh chị này giúp rất là khá tốt. Rồi, đó là vừa rồi là xem chữ tay đã hướng dẫn cho anh chị. Đó là ý nghĩa của những anh chị có hoa tay, cũng như là xem chữ tay xem về ông bà xưa thường hay nói những anh chị có 10 hoa tay ý nghĩa ra sao như thế nào. Và theo như xem chữ tay á, thì những anh chị mà có càng nhiều hoa tay thì những anh chị này sau này sẽ có nhà cao cửa rộng, đất cát khá là nhiều, ăn nên làm ra mới được ước thấy. Còn hôm nay xem chữ tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.